Chào đón tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube và các cuộc thi sắc đẹp của mình. Cuộc thi Hoa hậu trái đất Miss Earth năm 2022 đang diễn ra các vòng thi online trong giai đoạn đầu của cuộc thi. Trước khi bước đến với các hoạt động chính thức sẽ được diễn ra tại Philippines trong vòng 18 ngày, từ ngày 12 tháng 11 kéo dài đến đêm chung kết diễn ra vào tối ngày 29 tháng 11 với sự tham dự của gần 90 thí sinh trên toàn thế giới. Đây là sự kiện đánh dấu cuộc thi Hoa hậu trái đất trở lại với hình thức gặp mặt trực tiếp kể từ năm 2019 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trước đó, hai cuộc thi năm 2020 và năm 2021 vẫn được tổ chức với hình thức trực tuyến và cũng đã tìm ra hai nàng hoa hậu có nhan sắc tuyệt vời. Hoa hậu trái đất năm 2021 Destiny Wassner đến từ Belize sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm trong đêm chung kết diễn ra vào tối ngày 29 tháng 11 sắp tới. Cuộc thi năm nay có chủ đề Me Love Fauna, yêu động vật, để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc đời sống động vật. Chủ đề cũng đưa ra nhận thức về cách sinh tồn của động vật, dù là động vật hoang dã hay động vật được nuôi trong nhà, và đặc biệt là các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Đây là những thành viên thiết yếu của môi trường cần được quan tâm và chăm sóc thích đáng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ với dàn thí sinh của cuộc thi năm nay trong phần thi vô cùng độc đáo là hóa thân thành động vật tại cuộc thi Hoa hậu trái đất năm 2022. Và đừng quên các bạn cũng có thể ủng hộ các thí sinh cũng như đại diện của Việt Nam Á hậu Thạch Thu Thảo bằng cách like và share các hình ảnh trên các nền tảng mạng xã hội của cuộc thi. Đại diện Albania hóa thân thành đại bàng vàng được xem là loài chim biểu tượng của Albania. Đại diện Argentina hóa thân thành loài báo đốm Argentina. Đại diện nước Úc hóa thân thành loài vẹt đuôi dài chỉ được tìm thấy ở Đông Nam Australia. Đại diện nước Áo hóa thân thành loài gấu nâu. Đại diện Belarus hóa thân thành loài linh dương sừng thẳng. Đại diện nước Bỉ hóa thân thành một chú ong mật. Đại diện Belize hóa thân thành loài cá sư tử hay còn gọi là cá mao tiên. Đại diện Bolivia hóa thân thành loài vẹt đuôi dài đầu đỏ, loài đặc hữu tại khu vực miền núi bán sa mạc nhỏ ở Bolivia. Đại diện Brazil hóa thân thành loài mèo đốm Mackay. Đại diện Bulgaria hóa thân thành một chú chim sẻ ngô xanh. Đại diện Burundi hóa thân thành loài hổ. Đại diện Cameroon hóa thân thành loài sư tử. Đại diện Canada hóa thân thành loài bướm Zarene, được tìm thấy ở phía tây Hoa Kỳ và Canada. Đại diện Chile hóa thân thần ưng Andes hay kền kền khoan cổ. Đại diện Trung Quốc hóa thân thành một chú gấu trúc. Đại diện Colombia hóa thân thành báo đốm Colombia. Đại diện Croatia hóa thân thành loài ếch. Đại diện Cuba diện bộ trang phục lấy cảm hứng từ san hô. Đại diện Cộng hòa Séc hóa thân thành loài bướm với đặc điểm những con bướm đực có màu xanh da trời rực rỡ. Đại diện Cộng hòa Dominica hóa thân thành loài chim ruồi có màu xanh ngọc lục bảo. Đại diện Cộng hòa Dân chủ Congo hóa thân thành loài hươu đùi vàng Okapi. Đại diện Ecuador hóa thân thành loài cự đa biển Galapagos. Đại diện nước Anh hóa thân thành loài thiên nga trắng. Đại diện Estonia hóa thân thành loài hải cẩu xám. Đại diện Ethiopia hóa thân thành sư tử đen. Đại diện nước Pháp hóa thân thành một chú nai vàng. Đại diện Ghana hóa thân thành loài khỉ xồm bồ hóng, có phần bụng màu trắng, nguồn gốc từ vùng nhiệt đới Tây Phi. Đại diện Hy Lạp hóa thân thành loài hải cẩu thầy tu địa trung hải. Đại diện Honduras hóa thân thành loài chim Amazalia lucia, có bộ lông màu xanh ngọc lục bảo. Đại diện Hồng Kông hóa thân thành chú cá heo trắng. Đại diện Ấn Độ hóa thân thành bò thần, được miêu tả trong Ấn Độ giáo là mẹ của tất cả các con bò. Đại diện Indonesia hóa thân thành rồng Komodo. Đại diện Iran hóa thân thành loài báo săn châu Á hay còn gọi là báo săn Iran. Đại diện Iraq hóa thân thành chú trâu nước. Đại diện Ireland hóa thân thành loài bướm nhỏ nhất trong số tất cả các loài bướm của Vương quốc Anh. Đại diện Nhật Bản hóa thân thành loài sứa đầu đỏ hay còn gọi là sứa Nhật Bản. Đại diện Hàn Quốc hóa thân thành loài cá heo mũi chai có chiếc mũi ngắn. Đại diện Kosovo hóa thân thành loài linh miêu Banka. Đại diện Kyrgyzstan hóa thân thành loài báo tuyết. Đại diện Lào hóa thân thành sao la hay còn được gọi là kỳ lân châu Á. Đại diện Malaysia hóa thân thành hổ Mã Lai. Đại diện Malta hóa thân thành ong mật Malta. Đại diện Mauritius hóa thân thành cá chim hoàng đế hay còn gọi là cá bướm đế.
Đại diện Mexico hóa thân thành mèo gấm Ocelot. Đại diện Mông Cổ hóa thân thành chim cắt Stalker. Đại diện Montenegro hóa thân thành một chú gấu. Đại diện Myanmar hóa thân thành mèo Miến Điện. Đại diện Namibia hóa thân thành TT Temnik. Đại diện Nepal hóa thân thành gấu trúc đỏ. Đại diện Hà Lan hóa thân thành loài chim cú. Đại diện New Zealand hóa thân thành chim kiwi. Đại diện Nigeria hóa thân thành chim kền kền. Đại diện Bắc Macedonia hóa thân thành loài bướm nâu xám ở đất nước này. Đại diện quần đảo Bắc Mariana hóa thân thành loài chim bói cá Mariana, loài đặc hữu ở đây. Đại diện Na Uy hóa thân thành cú trắng hay còn gọi là cú tuyết. Đại diện Pakistan hóa thân thành loài bão tuyết. Đại diện Palestine hóa thân thành loài linh dương núi đá Palestine. Đại diện Panama hóa thân thành một loài bướm có màu xanh dương. Đại diện Peru hóa thân thành loài bão đen. Đại diện Philippines hóa thân thành loài chim Kula Sisi theo tiếng Tagalog. Đại diện Ba Lan hóa thân thành loài ong hoang dã. Đại diện Bồ Đào Nha hóa thân thành loài đại bàng đầu nâu hay còn gọi là đại bàng hoàng đế phương Đông. Đại diện Puerto Rico hóa thân thành loài vẹt Iguaca hay chính xác hơn là loài vẹt Amazona Puerto Rico. Đại diện đảo Reunion thuộc Pháp hóa thân thành một chú ong. Đại diện Romania hóa thân thành đại bàng vàng. Đại diện Nga hóa thân thành gấu trúc bắc cực. Đại diện Scotland hóa thân thành đú đốm viên ngọc trai. Đại diện Senegal hóa thân thành chiến binh báo đen. Đại diện Syria hóa thân thành linh miêu Banka. Đại diện Singapore hóa thân thành chim hút mập hồng đỏ. Đại diện Slovakia hóa thân thành loài sóc gặm nhấm Marmota. Đại diện Nam Phi hóa thân thành loài báo xanh Gepa. Đại diện Nam Sudan hóa thân thành một chú bò nuôi trong nông trại. Đại diện Sri Lanka hóa thân thành loài chim Common Humina, nổi tiếng với tiếng hót du dương. Đại diện Thái Lan hóa thân thành một chú khỉ. Đại diện Hoa Kỳ hóa thân thành loài bướm vua hay bướm chúa, được tìm thấy nhiều ở Bắc Mỹ. Đại diện Venezuela hóa thân thành loài mèo gấm Ocelot. Đại diện Việt Nam hóa thân thành loài sứa Sarut hay còn gọi là sứa đầu đỏ. Đại diện xứ Wales hóa thân thành loài chim ưng sang mồi Mivus Mivus. Đại diện Zambia hóa thân thành linh dương đen đầu đỏ phương Nam. Đại diện Zimbabwe hóa thân thành linh dương Bongo. Bạn cảm thấy ấn tượng với bộ trang phục hóa thân thành động vật nào nhất của gia thí sinh cuộc thi hội trái đất năm nay? Hãy để lại ý kiến của bạn bằng cách bình luận phía bên dưới nhé. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video tổng hợp này của mình. Hy vọng các bạn sẽ nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của mình để đón chờ những video tổng hợp mới nhất về các cuộc thi hoa hậu ở Việt Nam và trên thế giới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.